Theo kết quả nghiên cứu, nguyên nhân người dân ở khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng luôn đứng đầu thế giới về việc sử dụng tiền nhàn rỗi vào mục đích tiết kiệm là do vấn đề văn hóa. Họ muốn dành tiền tiết kiệm cho tương lai, cho con cái và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng theo kết quả nghiên cứu thì người Việt tuy tiết kiệm nhưng vẫn sẵn lòng chi tiêu khi có nhu cầu cần thiết. Bên cạnh việc tiết kiệm thì người Việt cũng đã bắt đầu biết trải nghiệm cái hương vị cuộc sống mới và nó thể hiện một cách rất là rõ, ví dụ như là chi tiêu cho các kỳ nghỉ cũng phải đến 48%, hay là chi tiêu cho cái việc nâng cấp nhà cửa, hay là mua quần áo, hay là mua những cái đồ dùng xa xỉ thì cái tỷ lệ này tăng cũng rất là cao. Cũng theo kết quả nghiên cứu, các hình thức tiết kiệm mà người Việt thường hướng tới là gửi tiết kiệm tại ngân hàng, mua bất động sản, bảo hiểm hay tiết kiệm tại nhà. Và đây cũng là cơ hội để ngành dịch vụ ngân hàng phát triển. Ngân hàng có thể là cái nơi mà người ta nghĩ đầu tiên là tôi muốn để tiền vào đó. Vậy thì các ngân hàng có thể cũng sẽ đón được cái xu hướng này. Và có thể cũng không chỉ là tập trung vào những người mà có tiền, nó có tiền nhiều. Thậm chí là kể cả các bạn trẻ cũng vẫn bắt đầu là chúng ta đã phải bắt đầu tiếp cận với họ rồi. Để họ có thể có những khoản tiền tiết kiệm đầu tiên. Nghiên cứu nói trên được Nelson thực hiện trên cơ sở khảo sát trực tuyến đối với 32.000 trường hợp ở các lứa tuổi tại 64 quốc gia trên toàn thế giới, có tỷ lệ sử dụng Internet trên 60%. Riêng tại Việt Nam, có 600 người tham gia khảo sát này. Bên cạnh tiêu chí tiết kiệm, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam cũng giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng 10 quốc gia lạc quan nhất trên thế giới.